Trứng đâu ra vậy? Bi lấy trứng ra chơi hả? Mà sao trứng là nó không có lạnh? Trứng để ở tủ lạnh mà nhỉ? Cậu đi đâu vậy? Đi đâu đó Bi? Từ từ đây, chờ đi với. Đâu vậy? Sao sai này? Ôi! Trứng vịt hả? Ô là hồi nãy Vi lấy trứng của vịt đấy à? Thế Vi giỏi vậy? Phát hiện ra ổ trứng của vịt luôn. Đi ra nhà đi. Vi có muốn ăn món gì của trứng không? Đấy, hai quả này nữa. Giờ cắt tủ lạnh nhé, cắt tủ lạnh nhé. Nào cắt tủ lạnh rồi chị rửa tay nhá, đi đi. Đi đi. Đi vào rửa tay nhá. Cắt trứng nha. Ừ, đây chị rửa tay nhá. Đi giỏi quá nhỉ. Thank you.
Để được 4 quả nữa à? Trời, mấy nay chị không ra xem. Bi giỏi nhỉ? Bi thích thu hoạch trứng này hả? Đây đây, vào đây. Để cất một cất vào tủ lạnh thành bộ sưu tập trứng của Bi luôn. Nay em bé đi cùng à? Giới thiệu với em ổ trứng của vịt chưa? Hả? Đưa em đi cùng luôn. Giới thiệu rồi à? Đây, hai anh em vào đây chị tắm rửa cho người bẩn. Đây, đi vào tắm rửa đi. Thank you.
Lấy mấy quả rồi á, cắt đi nhá. Sao? Ở
chuyện gì hả? Chuyện gì trong đấy đấy? Gì đấy? Hả? Ôi, có chuyện gì vậy Bi? Ủa Bi cất trứng à? Muốn cất trứng hả? Muốn cất vào túi à? Thôi cẩn thận vỡ đấy. Đi đi không làm đâu. Làm đâu. Cất được từ chữ gì? Chữ ăn đâu nào? Nhiều phép rồi nhỉ? Đếm nha, đếm bao nhiêu quả này. Đôi. 4. 200.000 bán nào. Ok. Thế nên có hai bị đậu ý. Rồi. Đấy giờ tiêm trứng đã xong rồi đi nói cho. À. Đấy. Đấy, 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 đấy. Đấy đúng rồi. Con nào? Đã ăn gì đi. Đây thì ăn cá. Đây thì ăn cá. À ăn ngon hả? Lấy cái bát nữa. Cái bát này. Cái to lắm như nó đây con đây nó ăn cá đem cá thì sông suối lắm đem cá đây 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 đây.
114-112 ba ơi. Lấy tay cái đồ này à? Vâng, cho 2 bị động nữa. 2 bị động, rồi. Ok, xong. 112 này. Bon à? Bon để chỗ. Ba chỉ đi như vậy đó. À, đúng rồi. Đúng rồi. Lấy này là lấy thịt đi ngon gì đâu. Áo ơi, mua cái này cho Bon đi. Mua cái này cho Bon nhé. Ok, mình lấy hai hộp luôn đi. Pate, cái này pate. Gà với gì đây. Lấy cho Bon đi. Lấy vị cá phẩu. Ở nhà thì xe biến là gói được vô rồi. Đây. Ui, tìm tiền rồi. Ok. Nào, đi. Đây. Đi mua đồ ăn trên mé đây, đi bán trứng này, giữ ít tiền rồi mua đồ ăn đây. Đồ ăn đây. Lấy đốt phộng. Ăn cái này trước nha. Xong này cái kia ăn sau, rồi giờ ăn đến giờ cơm này. Đấy. Đốt phộng ngon lắm. Bon, Bon. Ăn ơi.
cho em nha. Cho em bé đi, cho em bé. Cho em bé miếng to quá. Đi đưa em đi. Đưa em đi, đi. Bon ơi, Bon. Con ăn được không? Con giấu đấy, con lại con gặp con giấu. Ờ, đứa xem em ăn đấy. Nè, có Bi nè. Nè, em bé nè. Thôi hai đứa ăn vừa vừa thôi, còn ăn cơm nữa. Ăn nhiều rồi nó cũng không tốt. Con miếng nữa này, con này, con này, con này, con này, con này. Bon ăn thế nha, ba tên của Bon đây, xin chị làm đồ ăn cho ba ăn. Rồi Bon ăn thế. À, hai em muốn được một viên nữa này. Đây, cho em biết ạ. Ờ, ok, thế thôi nha. Thôi nha, ăn thế đấy nha. Rồi ra ta nấu cơm để ăn thôi. À, Bi ơi, chị bảo này. Chị còn thừa ít tiền đấy. Chị mẹ để vào ba lô cho Bi nha, để Bi tiết kiệm nhé. Xong rồi Bi thích mua gì thì mua. Chị để đây nha. Đây. À, để ăn đây nha. Thank you.
nhiều chứ không? Tầm 20 quả. Ok, đây tầm này 200 nghìn, bán nào? Ok. Còn thừa ít tiền ấy, mẹ để vào ba lô cho đi nhá, đi tiết kiệm nhá. Còn đi thích mua gì thì mua. Chị để đây nhá. Mua gì? Mua bánh mì à? Mua lô đây trước nha. Ôi. Bà đùi bánh mì lên lấy bánh mì đây. Thank you.
gắp cả bánh cho chú nhé. Ăn đi, ăn nó ăn chứ. Cái mì thơm đấy. Đi lấy tiền đâu mua bánh? Lần trước đi mua bánh cho Bon rồi. Mới được 300 tiền à? Đi ăn đi, nó ăn thêm cả chuối. Ờ, thằng mới đi. Thằng ra nó chạy đi mua bánh chứ. Miếng hơi to nhỉ. Cắt nhỏ đi. Bánh anh mi mua đấy. Đi xin được bánh đi nha. Ngon nhé. Ai thì lấy thêm chuối cho đi. Thank you.
Rồi, xin nha. Rồi đó, xin. Xin nha. Đi về đi, đi về. Chào các bạn, đi về đi.